Bố ơi bố, hôm nay trên trường á, cô dạy con một câu mà con không có hiểu. Câu gì hả con? Dạ, là câu có tài nhưng mà không có đức là người vô dụng, còn có đức nhưng mà không có tài á, làm gì cũng khó hết. Vậy mình nên có cái nào tốt hơn hả bố? Có cả hai là tốt nhất con ạ. Nhưng mà nếu chỉ chọn một thôi thì mình phải chọn là người có đức. Vì làm người trước hết không cần phải giỏi đâu con ạ. Là người lương thiện quan trọng hơn. Người lương thiện? Người lương thiện là sao hả bố? À, là thế này con ạ. Bố ơi, sau này bố đừng cho tiền với cái thanh niên như thế nữa. Dạo này lừa đảo nhiều lắm bố ạ. Nếu họ là người già thì tuổi của họ cũng cỡ mẹ, cỡ bà mình. Không lý nào mình không cho. Còn nếu mà họ là con nít thì mình cho họ cũng như là mình cho cháu mình thôi. Còn nếu họ là thanh niên cũng như con mình thì cho có việc gì đâu, vẫn nên cho. Sao vậy bố? Thanh niên họ có tay có chân lành lặn, họ có thể tự làm việc được mà. Đúng rồi, nhưng đó là cái nghiệp. Ông trời bắt họ phải trả cái nghiệp đó con à. Khi mình làm phước á thì mình đừng có đai nghiến cái nghiệp của người ta con. Nếu mình có tâm cho đó thì mình cứ im lặng mà cho, đừng nói lời nào ảnh hưởng tới họ. À, con nhớ rồi. Con hãy nhớ nhá. Con có thể không phải là người giỏi nhất nhưng con phải là người lương thiện con ạ. Và cái việc lương thiện đầu tiên ấy là hiếu thảo bố mẹ. Dạ, con nhớ rồi. Ba 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 ba给我的不少不多，足够我在这年代奔波，足够我生活，年少的轻狂不能用来挥霍，也曾像朋友一样和我诉说。